Lại nữa, này Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ 6 pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình do nghiệp chướng xấu ác ở nơi đất lội lõm không bằng phẳng, đồi gò khe hố, gai góc ung tùm dơ bẩn tràn lan vân vân. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình vĩnh viễn đoạn trừ các nghiệp chướng ác, được ở nơi đất bằng phẳng như lòng bàn tay, không có những sự cây cỏ nhớp nhúa rậm rạp. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành 6 pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có các nghiệp nhớp nhúa như vậy, tất cả hữu tình được ở đất đai bằng phẳng, có vườn rừng ao hồ, các thứ hoa thơm đẹp, nhiều cảnh sắc màu chen lẫn rất là khả ái. Thiện Hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ 6 loại ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ 6 pháp ba la mật đa, tế các hữu tình phước đức mỏng ít, ở nơi đất đai không có các chân bảo, chỉ có các loại gạch ngói đất đá vân vân. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu giúp các loài hữu tình tội thì nhiều, phước lại ít này, được ở nơi giàu có chân bảo. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành 6 pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình có tội nhiều phước ít như thế, mà nơi đó có cát vàng ròng rải khắp nơi, chỗ nào cũng có các chân bảo đặc biệt như pha lê, lưu ly vân vân, mặc dù luôn được hưởng thụ nhưng không đắm nhiễm. Thiện Hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ 6 pháp ba la mật đa này mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát ấy tuy đủ 6 pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình phần nhiều bị lệ thuộc, đắm chìm trong tham ái mà tạo ra nhiều nghiệp ác bất thiện. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình bị lệ thuộc vào trong tham ái này, để họ vĩnh viễn xa lìa những lệ thuộc trong tham ái mà tạo ra những nghiệp ác bất thiện. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành 6 pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình bị lệ thuộc vào trong tham ái mà tạo ra các nghiệp ác, tất cả hữu tình không bị lệ thuộc vào sắc thanh vân vân, không chấp thủ của cải vân vân. Thiện Hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ 6 pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ 6 pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có 4 chủng loại tôn quý thấp hèn khác nhau, đó là sát đế lợi cho đến thú đạt la. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình này không còn có sự khác nhau giữa tôn quý và thấp hèn. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành 6 pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có sự khác nhau giữa 4 chủng loại tôn quý thấp hèn, tất cả hữu tình đều cùng một hình sắc, hết thảy đều thuộc lớp người tôn quý. Thiện Hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ 6 pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Thiện Hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ 6 pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có sự khác nhau giữa các gia tộc thượng trung hạ. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn sự khác nhau giữa các gia tộc thượng trung hạ. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành 6 pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có sự khác nhau giữa các gia tộc thượng trung hạ, tất cả hữu tình đều đồng một thượng phẩm.